Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 13 tháng 2 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện Văn Lâm tổ chức gặp mặt những người con xa quê hương nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các huyện Tiên Lữ, Kim Động và Ân Thi. Giá thực phẩm ổn định sau Tết Nguyên đán. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân bị sốt xuất huyết tiêu hóa do uống rượu bia. Mai Mỹ Trinh, cô gái vàng ủ xu Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, sáng nay, huyện Văn Lâm đã tổ chức hội nghị gặp mặt những người con quê hương Văn Lâm đang công tác tại Trung ương và tỉnh. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trung tướng Đặng Vũ Sơn, trưởng ban cơ yếu chính phủ, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Văn Lâm đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2018, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Huyện đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã Tân Quang, Trưng Trắc, Đình Dù được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt khu vực đô thị loại 5. Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Có được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những người con xa quê hương. Trong không khí đầm ấm của những ngày đầu xuân, các đại biểu là người con quê hương Văn Lâm đã phát biểu thể hiện tình cảm sâu nặng, bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả tốt đẹp của huyện đạt được và mong muốn tiếp tục được đóng góp cống hiến, góp phần xây dựng quê hương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Văn Lâm đã đạt được trong thời gian qua, đã góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, với tinh thần đoàn kết tập trung cao trong công tác lãnh đạo, Ban Thường vụ huyện ủy Văn Lâm quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các huyện Tiên Lữ, Kim Động và Ân Thi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 13 tháng 2, toàn tỉnh gieo cấy được gần 13.000 ha lúa xuân, 77 xã phường thị trấn tổ chức đặt mồi bả diệt chuột tập trung trên diện rộng. Trong đó, huyện Tiên Lữ gieo cấy lúa xuân được hơn 2.000 ha, huyện Kim Động gieo cấy được 834 ha, huyện Ân Thi gieo cấy được gần 3,3.000 ha. Cùng với gieo cấy, các huyện đang chỉ đạo trồng cây xanh, mở rộng diện tích gieo trồng rau màu vụ xuân, chuyển đổi đất gieo cấy lúa sang trồng cây ăn quả, rau màu chăn nuôi, nuôi thả thủy sản theo kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế đồng ruộng tại các huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường chỉ đạo vận động nông dân mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25 tháng 2. Sau đó, chuyển trọng tâm sang chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Các địa phương thực hiện tốt việc chuyển đổi đất gieo cấy lúa kém hiệu quả sang những cây trồng vật nuôi có giá trị hiệu quả kinh tế cao như trồng hoa, nuôi thủy sản theo nhu cầu thị trường và khí hậu thổ nhưỡng, khuyến khích tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp, thành lập các hợp tác xã liên kết để thu mua, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Trong thời gian qua, việc xử lý và ngăn chặn các vi phạm công trình thủy lợi được nhiều địa phương của huyện Ân Thi thực hiện quyết liệt, điển hình là ở xã Cẩm Ninh. Hiện nay, huyện Ân Thi còn 193 vi phạm công trình thủy lợi, trong đó xã Cẩm Ninh là địa phương có duy nhất một trường hợp vi phạm là hộ ông Lê Xuân Đồng, thôn Đông Bạn, dựng lều vịt tạm trên bờ sông Quảng Lãng. Có được kết quả trên chính là việc xã Cẩm Ninh đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ công trình thủy lợi, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm từng tập thể cá nhân nếu để xảy ra vi phạm mới. Vì vậy, tại các kênh mương hay ven bờ sông Quảng Lãng, đoạn chỉ qua xã Cẩm Ninh không có trường hợp làm nhà công trình phụ, san lấp, trồng cây hay ách tắc dòng chảy. Sau Tết Nguyên đán, thị trường thực phẩm đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Do nguồn cung khá dồi dào nên giá cả các loại thực phẩm không có nhiều biến động, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên như chợ Phú Hiến, chợ Hiến Nam, chợ Gạo cho thấy giá các mặt hàng khá ổn định. Rau xanh là mặt hàng có sức mua lớn nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến. Một số loại rau củ quả còn có xu hướng giảm so với những ngày giáp Tết. Cụ thể, su hào có giá từ 4.000 đến 5.000 đồng một củ, cải bắp từ 8.000 đến 10.000 đồng một cây, súp lơ xanh 8.000 đến 10.000 đồng một cây, cà chua 15.000 đồng một kg, giá thịt lợn từ 90 đến 100.000 đồng một kg, giảm hơn so với ngày giáp Tết 20.000 đồng một kg, thịt bò 240 đến 250.000 đồng một kg, giảm hơn 30.000 đồng một kg so với ngày giáp Tết, gà chống ta có giá 120.000 đồng một kg. Riêng mặt hàng thủy hải sản sau Tết tăng giá khoảng 10% so với những ngày giáp Tết. Cụ thể, cá chấm, cá chép có giá từ 70 đến 80.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 8 năm phấn đấu, tất cả các xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã hoàn thành và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên Vũ Tường Minh Đức. Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 khiến cho nhân dân xã Quảng Châu vui mừng phấn khởi hơn bao giờ hết, bởi bà con được đón Tết Kỷ Hợi khi bộ mặt nông thôn mới hoàn toàn đổi khác. Từ địa phương có xuất phát điểm thấp khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, vào năm 2011, xã mới chỉ đạt 9 trên 19 tiêu chí. Cơ sở vật chất xuống cấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đến nay, sau 7 năm phấn đấu, bộ mặt nông thôn xã Quảng Châu đã hoàn toàn đổi khác. 100% các tuyến đường liên thôn liên xã, đường trục chính được mở rộng bê tông hóa. Trụ sở nhà văn hóa, 3 cấp trường học được xây dựng khang trang sạch đẹp. Đã có nhiều diện tích đất chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cho thu nhập cao đạt 230 triệu đồng một hecta trên năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng một người một năm. Một trong những yếu tố tạo nên kết quả đó là do cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban xã chúng tôi có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo họp và triển khai tới cấp ủy các chi bộ với toàn thể nhân dân. Thì chúng tôi được người dân đồng tình ủng hộ rất cao trong công tác xây dựng nông thôn mới. Được chọn là một trong 20 xã của tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu của các ban ngành đoàn thể và sự chung tay góp sức của nhân dân, đến năm 2014, Trung Nghĩa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay, đời sống kinh tế của nhân dân ngày một phát triển, nhiều công trình nhà ở cao tầng được xây dựng khang trang. Hiện nay, xã tiếp tục chú trọng vào nâng cao tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là mở rộng và nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Bà con ở đây là cũng nhiệt tình quay ủng hộ và đóng góp hiến đất để quay phát triển quay nông thôn. Nhờ chú trọng đầu tư xây dựng kiến thiết về hạ tầng đô thị đi đôi với việc xây dựng nông thôn mới nên diện mạo nông thôn ở thành phố Hưng Yên ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm ngày một phong quang sạch đẹp, các công trình xây dựng nhà ở ngày một khang trang, góp phần tạo nên cảnh quan nông thôn giàu đẹp trù phú. Đến nay, thành phố Hưng Yên đã có 10 trên 10 xã xây dựng và hoàn thành cả 19 trên 19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Hiện nay thì thành phố Hưng Yên đang hoàn thiện cái hồ sơ để trình ban tỉnh cũng như là chính phủ công nhận thành phố Hưng Yên hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thì sớm hơn một năm so với cả mục tiêu chương trình đề ra. Cùng với đó thì hiện nay thành phố Hưng Yên đang rà soát nhằm nâng cao tất cả các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Niềm vui như được nhân lên trong mùa xuân mới, cán bộ và nhân dân các xã nông thôn mới của thành phố Hưng Yên phấn đấu năm 2019 sẽ tập trung phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Phù Cừ đã quan tâm, chú trọng và có nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện cải cách hành chính,
huyện Phù Cử đã tập trung vào các lĩnh vực theo cơ chế một cửa liên thông, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, trung tâm hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, được đầu tư nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và được bố trí ở những vị trí thuận lợi, dễ nhận thấy khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính không ngừng được nâng cao, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử thực hiện 346 thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện 166 thủ tục hành chính. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử 1.085 hồ sơ, đã giải quyết 1.083 hồ sơ, trong đó có 83,8% giải quyết trước hạn. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp nhận trên phần mềm 6.978 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn 6.819 hồ sơ, bằng 97,72%. Bắt đầu từ giữa năm 2018, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các huyện được thành lập và đi vào hoạt động. Các ban này sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 tháng, sau đó hoạt động theo mô hình tự chủ. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mỗi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện có từ 16 đến hơn 20 người. Chức năng là giúp Ủy ban Nhân dân huyện quản lý các dự án, chủ trì trong phối hợp với các phòng ban và các xã thị trấn tham gia công tác giải phóng mặt bằng. Do mới thành lập và hoạt động, trong khi các dự án ở các huyện đều gối từ năm trước sang, nên các ban này chưa có nhiều công việc để làm. Tuy nhiên, cán bộ nhân viên tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện đều tích cực chủ động đối với các nhiệm vụ của mình. Tại huyện Ân Thi, có một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh như cải tạo và làm mới quốc lộ 38, đường tỉnh 387 liên quan đến việc giải phóng mặt bằng của các hộ dân. Cùng với các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện tích cực tuyên truyền vận động, nên đầu tháng 9 năm 2018 vẫn còn hơn 60 hộ dân ở xã Bãi Sậy, Phù Ủng chưa chịu hoàn trả mặt bằng, thì nay cơ bản các hộ này đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Mới cách đây nửa tháng, trên địa bàn của xã Phù Ủng là 53 hộ không nhận tiền và không chấp hành dự án. Thì đến hiện nay, do cái sự nhiệt tình của cán bộ trong ban quản lý dự án, phối hợp thường xuyên, kể cả những ngày nghỉ và kể cả không phải là giờ hành chính, thì anh chị em trong ban quản lý dự án đều tích cực xuống cơ sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để tuyên truyền vận động nhân dân. Đến thời điểm hiện nay thì do có tác động tốt của cán bộ trong ban quản lý dự án, tất cả các hộ đã vui vẻ nhận tiền và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của địa phương. Dù mới được giao quản lý 3 dự án, song để đảm bảo nguồn vốn, chất lượng công trình và đôn đốc đơn vị thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tiên Lữ cử nhân viên túc trực tại các công trình, kịp thời phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát điều hành công trình theo đúng thiết kế và tiến độ, qua đó bước đầu khắc phục được việc chậm tiến độ hoặc chưa coi trọng đến chất lượng các công trình được ghi vốn ít như trước đây. Ban Quản lý Dự án kiến nghị được tuyển dụng với những cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với lại lĩnh vực hoạt động của ban quản lý dự án. Về kinh phí cấp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư xây dựng để ban triển khai công tác thực hiện đầu tư, đảm bảo cái tiến độ đầu tư trong quyết định phê duyệt của cấp quyết định đầu tư và có đảm bảo đủ kinh phí để chi trả lương và hoạt động cho ban quản lý dự án trong thời gian tới. Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài chính Kế hoạch tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án trong việc triển khai thực hiện, lập thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng và triển khai các thủ tục liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để thu hồi đất. Sau 6 tháng hoạt động, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện buộc phải tự chủ, trong đó có chi thường xuyên và chi lương cho gần 20 cán bộ nhân viên. Đây vừa là thách thức, song cũng là cơ hội để cán bộ và nhân viên của ban không chỉ năng động trong tìm kiếm việc làm, mà còn phải đảm bảo uy tín và nâng cao trách nhiệm và chất lượng công việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị được thụ hưởng dự án. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, những năm qua thị trấn Như Quỳnh luôn là đơn vị dẫn đầu của huyện Văn Lâm trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ. Đang là sinh viên năm nhất khoa công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp, không ít người thấy bất ngờ khi Nguyễn Văn Quý ở thôn Như Quỳnh tạm gác công việc học tập xung phong lên đường nhập ngũ.
Quyết định này xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một công dân và những ngày trải nghiệm thực tế khi tham gia học kỳ quân đội. Khi sinh hoạt ở trong môi trường quân đội thì sẽ giúp cho bản thân em được rèn luyện về thể chất, tinh thần và cả đạo đức, với cả tránh xa các tai nạn của xã hội. Gia đình có hoàn toàn ủng hộ em. Bố mẹ em có động viên, cả ông bà em cũng động viên em để đi theo con đường ngũ. Tại thị trấn Như Quỳnh, phần lớn số nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đều làm công nhân hoặc đi học. Nhiều thanh niên đang làm chủ những cơ sở sản xuất cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Do đó, công tác tuyển quân gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong tuyên truyền, thị trấn Như Quỳnh luôn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo chỉ tiêu từ 20 đến 25 tân binh một năm. Chất lượng và trình độ của tân binh tăng qua các năm. Đặc biệt năm 2019, thị trấn có 3 thanh niên thuộc diện tạm hoãn, xung phong nhập ngũ là Nguyễn Văn Tới, sinh viên trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, Nguyễn Văn Cường, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Mỹ thuật và Nguyễn Văn Quý, Học viện Nông nghiệp. Với phương châm là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Do vậy, chúng tôi đã kết hợp cùng với từng cái đoàn thể một là đã tổ chức đến tận nhà tuyên truyền và vận động nhân dân là thực hiện theo cái luật nghĩa vụ quân sự. Cùng với hàng nghìn thanh niên toàn tỉnh, 25 thanh niên của thị trấn Như Quỳnh sẽ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Với mỗi thanh niên ở đây, đó không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ mà còn là hành động đẹp, góp phần tô thắm thêm truyền thống của quê hương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, thói quen sinh hoạt ăn uống của nhiều người thay đổi, đặc biệt là việc uống nhiều rượu bia dẫn tới bị xuất huyết tiêu hóa. Hiện khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho trên 60 bệnh nhân, trong đó 17% bị xuất huyết tiêu hóa. Lượng bệnh nhân nhập viện nhiều vào thời điểm những ngày cuối dịp nghỉ Tết. Người bệnh có các biểu hiện chảy máu dạ dày, nôn ra máu, đại tiện phân đen. Trong số những bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa có 2 bệnh nhân sơ gan biến chứng gây giãn vỡ tĩnh mạch thực quản đã được các bác sĩ truyền máu và chuyển lên bệnh viện Bạch Mai điều trị. Các bác sĩ cho biết việc uống nhiều rượu bia trong những ngày Tết khiến dạ dày bị viêm loét sâu và chảy máu. Đặc biệt, những bệnh nhân đã mắc các bệnh về gan uống nhiều rượu bia sẽ gây biến chứng nặng nguy hiểm tới tính mạng. Hội từ thiện Sen Vàng tại Cộng hòa Liên bang Đức vừa tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ của tỉnh. Hội từ thiện Sen Vàng đã tài trợ 10 xe lăn cho các trung tâm bảo trợ tỉnh. Tất cả số xe trên đều do nguồn kinh phí của hơn 150 hội viên là những Việt kiều đang sinh sống làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức tự nguyện đóng góp nhằm giúp những đối tượng khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trung tâm bảo trợ thuận tiện hơn trong việc đi lại. Mặc dù mới thành lập được 2 năm, song hội Sen Vàng Berlin đã làm được rất nhiều việc từ thiện giúp cho hàng trăm gia đình cá nhân trường học ở các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thể thao Hưng Yên đã có nhiều hoạt động và sự kiện đáng chú ý gặt hái được những thành tích ấn tượng. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 8, đoàn thể thao Hưng Yên đã giành được 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Trong đó tiêu biểu nhất là Mai Mỹ Trinh, vận động viên nhỏ tuổi nhất đã giành huy chương vàng ở môn Ushu. Mai Mỹ Trinh, 17 tuổi, quê gốc ở xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cử, nhưng từ nhỏ đã theo bố mẹ vào Bạc Liêu sinh sống. Năm học lớp 7, Trinh về quê sống cùng ông bà nội. Cùng thời gian đó, huấn luyện viên Nguyễn Nhật Thuần của đội tuyển Ushu Hưng Yên đã về trường Trung học cơ sở Phan Sầu Nam tuyển vận động viên và Trinh được chọn vì có tố chất. Ban đầu gia đình đã phản đối, nhưng khi thấy Trinh thực sự đam mê với thể thao, gia đình đã đồng ý cho em tập luyện bộ môn này. Nhà trường có về lấy thể thao thể dục thì tôi có phản đối, tôi không cho đi. Ngày sau thì tôi thấy cháu nó đam mê quá, nó đam mê nó thích thì tôi bảo thôi thì chiều theo ý thích của cháu. Trong suốt quá trình tập luyện, đã không ít lần Trinh bị gặp chấn thương, thế nhưng em đều cố gắng vượt qua. 2017 là em bị chấn thương. Lúc đấy là em vừa đánh xong giải vô địch, là em được đồng. Đêm hôm đấy là bố mẹ đi ra Hà Nội để cho em nhập viện. Lúc đấy là bố mẹ em khóc nhiều lắm. Mẹ em bảo là thôi con mổ nốt xong rồi về. Về mẹ nuôi, mổ xong thì
mẹ vẫn khóc, mẹ vẫn bắt về. Xong rồi em vẫn đi theo tập, tại vì đam mê mà chị, làm sao có thể bỏ được. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô, dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Trinh đã có bộ sưu tập gần 10 tấm huy chương các loại, trong đó có 2 huy chương vàng tại giải Ushu trẻ toàn quốc năm 2016 và 1 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 vừa qua. Với những thành tích xuất sắc, vừa qua Mai Mỹ Trinh đã là tuyển thủ trẻ tuổi nhất của đội tuyển Ushu quốc gia Việt Nam. Tin tưởng rằng với tố chất và sự đam mê, Mai Mỹ Trinh sẽ còn tiến xa hơn nữa và mang về nhiều thành tích cao cho thể thao Hương Yên. Vận động viên Mai Mỹ Trinh thì đã thi đấu xuất sắc ở trận chung kết khi vượt qua cái đối thủ là vận động viên đã được đầu tư rất kỹ cả ở trong nước và nước ngoài của đội tuyển Công an Nhân dân. Thế và giành huy chương vàng khi mới bước sang tuổi 17 là một trong những vận động viên trẻ nhất. Cái điều này khẳng định một cái bước chuyển mình rất là lớn của thể thao Hương Yên.